Là huy trận đồ xa chiến của sĩ trang tâm bên họ. Nàng ở Hà Nam.
Chỉ thế nàng đến đây để làm gì? Kích bọn của phụng thượng quan, tiên tử là đội đường xa xa xuôi tìm đến chút ấy đường quan. Là tiên nữ tìm gặp dưới cuộc hồng xoan. Nhớ không? Chắc có lẽ là trên đường xa nhà chậm đặt bởi thế này nên chưa biết đó tôi. Người mà đang tìm kiếm chẳng hết xa lạ, người đó chính là ta. Là người sao? Phải. Còn nàng là ai thì chỉ kích cung bổ chân ta. Hiền Huy Thần Hồng Nhan ra trường xa ở Trung Huyền xưa, chẳng lo cha mẹ già. Anh thì ngày đến nơi xa trường, em mau về để lo cho miền đường. Hiểm nguy khó mong an toàn. Biến cố gì? Từ người đi cho đàn chú Hiệu đã. Chú Hiệu đã sao? Đi cho đàn chú Hiệu đã chết rồi quên ơi. Chết. Toán nghe mấy câu phân bài kiếm lòng anh ra ta. Chú ơi, vì sao đành tâm bỏ con mãi ra đi.
Quên
Sớm đó chúng tôi gồm
về các đoàn trụ nghĩa thông tin cơ sở 18 Tân An đến đây đã khép lại. Nếu có điều gì sai số của một gia đình và của chương trình bỏ qua cho, lời cuối cùng học viên không biết nói gì hơn cũng xin phép thay mặt cơ sở 18 Tân An cùng toàn thể anh em trong ban nhạc lễ được nhẹ tay đỡ ông của cơ sở, không quên cùng chúc cho hương linh của người chồng, người cha, người ông của chúng con sớm nhận sanh về miền Tây vui tịnh độ. Cô không quên tổ chức cho bà con cô bác phát tài an khang thiết trường dịch vụ tấn tài tấn lợi tấn bình an. Xin thân ái kính chào